Xin được hoan hỷ chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, vận khí của thiên địa cũng như của con người vận động không ngừng. Cứ qua mỗi thời điểm khác nhau thì sẽ có sự thay đổi lớn về thời vận. Thế nên quý vị cần phải xem tử vi cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 5 âm lịch của mình. Và từ đó thì chúng ta sẽ nắm bắt được thiên cơ, từng bước hóa giải được vận hạn, đón tài lộc về với mình và gia đình của mình. Xem tử vi cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 5 âm lịch sẽ giúp cho quý vị và các bạn biết được cuộc sống của mình trong tháng 5 sẽ có được những thay đổi như thế nào. Gặp sao gì chiếu và vận hạn ra làm sao? Điều này có ảnh hưởng đến vận hạn, sức khỏe, gia đạo và công việc hay không? Và từ đó thì chúng ta sẽ biết được những việc cần thiết phải làm để gia tăng tài lộc và may mắn trong tháng 5. Đồng thời, qua việc xem tử vi thì thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng đưa ra những phương pháp hóa giải nhanh chóng và chính xác hiệu quả nhất giúp cho quý vị phần nào giảm thiểu được những vận hạn, hung họa sẽ xảy đến với mình trong tháng. Và sau đây thì không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, chúng ta sẽ cùng đến với phần luận giải tử vi chi tiết cho những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Đinh Dậu thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm, thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến cho tuổi Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Đinh Dậu chủ động và nhiệt tình, cởi mở, giao tiếp rộng. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Đinh Dậu chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ coi vẻ ngoài chính là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt là chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Người sinh năm Đinh Dậu nói chung, coi tính logic, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người khác khi mà họ không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, họ có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người. Trong khi vẫn giữ được mục tiêu cao cho riêng mình, phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo tài ba. Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ đón một tháng mới với không quá nhiều may mắn, nhưng mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập kết thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp Bính dương hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Đinh Dậu trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này không phải quá may mắn đối với những người tuổi Đinh Dậu. Cơ hội thăng tiến không tự dưng mà đến, gia chủ cần cố gắng cạnh tranh với đồng nghiệp hoặc đối thủ thì mới có thể hoàn thiện nhiệm vụ, gây ấn tượng với cấp trên. Tuy nhiên về mặt tích cực mà nói, tháng này còn có nhiều khả năng cơ hội để thách thức bản thân cũng như rèn luyện kỹ năng cho mình. Nếu sức khỏe tốt và cố gắng không ngừng thì cuối năm bạn sẽ có được những thu hoạch lớn lao. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Đinh Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng 5 âm lịch, tài lộc của người tuổi này không có nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương cần phải cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định.
Với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Con giáp này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định, thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo phong thủy lộc tài, tình hình sức khỏe của bản mệnh không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại. Điều quan trọng là bạn phải biết duy trì tình trạng này, như vậy thì mới có tinh thần và sức lực đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, tử vi tháng Bính Ngọ nhắc nhở bạn chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh và vui vẻ được. Tuổi này của gia chủ sự nghiệp hay tiền bạc không còn là nỗi lo lắng hàng đầu, sức khỏe mới là điều quan trọng. Thời trẻ, mải mê với công việc thì lúc này cũng chính là thời gian để gia chủ nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động của mình. Chế độ ăn uống hợp lý, các bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi sẽ là những bài thuốc hữu ích nhất. Các quý vị gia chủ tuổi Đinh Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người sinh năm 1957 vận đào hoa trong tháng. Điều này tốt với những người đang sống một mình hơn là những người đã lập gia đình. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh cần chú ý giữ mình, không nên tiếp xúc quá gần gũi với những đối tượng khác giới khác. Nếu có khúc mắc xảy ra giữa vợ chồng đôi bên thì cần phải trao đổi tâm sự và bao dung hơn cho nhau. Tháng này gia đình bạn sẽ có một chuyến đi xa. Đây chính là cơ hội để gia đình bạn thêm gắn bó sau những sai lầm, cãi vã thời gian trước. Hãy tận dụng thời gian này bên cạnh những người thân của mình. Với người đang sống độc thân, bạn có thể thử mở lòng và bắt đầu những mối quan hệ mới. Có thể bạn sẽ tìm được người thật lòng muốn quan tâm, chăm sóc cho mình. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục, xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Đinh Dậu trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 5 năm 2022, tức ngày 7 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 5 năm 2022, tức ngày 19 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Dậu trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 5 năm 2022, tức ngày 8 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 5 năm 2022, tức ngày 20 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Và qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 5 âm lịch và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng lần sau trên kênh. Xin chào.